Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ô tô Thiện Nhân. Hôm nay kênh Ô tô Thiện Nhân sẽ xin làm một cái video so sánh giữa hai dòng cái sản phẩm xe tải van rất là nổi tiếng ở trên thị trường. Thứ nhất ở bên phải các bạn đó chính là cái dòng xe Suzuki Super Caravan, hay còn gọi một cái tên là Sucoc. Thứ hai là bên trái mình là xe Đông Ben X30 V2 phiên bản màu xanh như thế này. Thì nhìn thế này thì các bạn sẽ biết là có xe nào đắt hơn và xe nào rẻ hơn rồi, đúng không ạ? Chiếc xe Suzuki Super Caravan với cái tuổi đời lên đến 25 và hiện tại là cái dòng xe được đánh giá ở phân khúc cao hơn xe Đông Ben. Thế nhưng mà nó sẽ có những yếu điểm và sẽ có những cái điểm mạnh so với nhau. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy được cái điều đó. Trước tiên, về cái vẻ bề ngoài, khi các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy rằng hai cái kích thước nó đã khác biệt nhau hoàn toàn. Thứ nhất là Suzuki Super Caravan có kích thước bé hơn. Bé hơn thì sao, thì chúng ta thấy điểm mạnh của nó chính là các bạn có thể len lỏi vào các cái ngõ xóm hay là các cái vùng ở trên Hà Nội mà họ cái ngõ nhỏ. Còn ngược lại thì nó sẽ điểm yếu, nó chỉ chở được cái trọng tải nó nhỏ hơn và khối lượng hàng hóa vận chuyển cũng sẽ bé hơn. Còn với Đông Ben thì chúng ta sẽ có kích thước lớn. Lớn thì chúng ta sẽ chở được nhiều hàng hóa hơn và chúng ta sẽ được tích hợp nhiều thứ ở trên chiếc xe hơn. Ok, với cái Super Caravan, trọng tải của sản phẩm này là 580 kg. Và cái sản phẩm này cũng có một biến thể khác với cái trọng tải là 490 kg. Còn với Đông Ben X30 V2 chúng ta có trọng tải là 950 kg. Và lòng thùng hàng các thứ mọi thứ đều rộng hơn. Một điều thứ hai, chúng ta sẽ nhìn thấy là hệ thống đèn và hệ thống khe lấy gió. Chúng ta cũng thấy ở một chiếc Đông Ben nó sẽ có nhiều hơn, các cái tùy chọn hơn. Thứ nhất, chúng ta có hệ thống đèn Cosfa Bicelon với cái chất lượng chiếu sáng nó tốt hơn và độ bền nó sẽ cao cấp hơn so với Suzuki. Chúng ta có hệ thống đèn Cosfa này, chúng ta có hệ thống đèn xi nhan này, chúng ta có đèn gầm này, chúng ta có hệ thống lấy gió rất là to bản theo cái phong cách thiết kế của BMW. Chúng ta có khe lấy gió của điều hòa, cục nóng điều hòa ở đây. Chúng ta có cái mõm dài như này, đây được gọi là cái mũi. Còn với Suzuki thì sao? Chúng ta sẽ không có cái mũi đó. Chúng ta sẽ chỉ có hệ thống đèn halogen như này thôi. Và hệ thống đèn xi nhan ở bên dưới này. Và chất lượng nhựa, đây là nhựa nha các bạn. Ở kia Đông Ben thì họ là thép. Đó. Đây là nhựa. Thì khi mà chúng ta va đụng, va quẹt thì cái phần nhựa này rất dễ các bạn sẽ phải thay thế này. Còn với Đông Ben thì chúng ta sẽ hạn chế được cái tình trạng đó diễn ra. Ở phần gương chúng ta sẽ nhìn thấy với cái gương rất là cổ điển. Rất là bình thường. Còn với Đông Ben thì sao, chúng ta có một hệ thống đèn cải tiến hơn, đẹp hơn. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái phần đuôi xe. Ở phần đuôi xe thì sao? Ở phần đuôi xe thì sao, các bạn có thể nhìn thấy kích thước nó cũng đã khác biệt hoàn toàn. Với cái form dáng xe các bạn có thể nhìn thấy nó cũng khác. Với Đông Ben chúng ta sẽ thấy là nó lớn hơn và mọi thứ đằng sau nó cũng sẽ nhìn nó hiện đại hơn so với Suzuki. Chúng ta có cái logo Đông Ben được khắc lỗi 3D dán lên như thế này. Hệ thống đằng sau này là mạ chrome, nhìn rất là hiện đại. Đèn xi nhan, đèn hậu, rồi là gương kính, các thứ mọi thứ chúng ta nhìn nó vẫn theo cái phong cách thiết kế hiện đại hơn. Các bạn đợi mình một chút nhé, để mình mở cái xe này ra. Chúng ta có hệ thống khóa điện Suzuki thì không, chúng ta sẽ phải khóa cơ. Đó. Ok, sang Suzuki chúng ta sẽ có cái logo Suzuki, chỉ một là một cái logo được in chìm ở bên dưới. Để mình mở cái này lên. Đằng sau thì nổi bật hơn một chút là có cái logo của cái sạc, cái khí thải chuẩn Euro 4. Thực ra thì Đông Ben cũng có điều này. Rồi chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng, thứ nhất là về cái sàn của Suzuki chúng ta thấy nó thấp hơn, Đông Ben nó sẽ cao hơn. Với khoảng trống gầm của Suzuki thấp hơn nên như vậy là khi lội nước ở khu vực Hà Nội, khu vực thành phố mình thì nó sẽ không được tốt bằng so với Đông Ben với khoảng trống gầm cao như thế kia. Chúng ta sẽ có một cái kích thước khoang hàng bé hơn. Với chiều với Suzuki Super Caravan chúng ta sẽ có chiều dài lòng thùng là 1m7. Với Đông Ben thì chúng ta sẽ có 2m, hơn 2m. Rộng hơn, dài hơn thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chở được nhiều hàng hóa hơn.
và với cái tấm sàn được gia cố thêm 3 lớp như thế này, thứ nhất là lớp tôn ở trên, lớp nhựa ở dưới và một lớp cuối cùng, thì đây là 3 lớp cho phép chúng ta chở hàng hóa và vận chuyển hàng hóa một cách dễ dàng hơn, và độ bền của nó sẽ đi theo, nó sẽ bền bỉ hơn rất là nhiều. Lớp trần chúng ta sẽ có lớp lỉ nhỉ. Đó. Vẫn là cái khoang hàng như vậy, nhưng chúng ta đã được cải tiến hơn rất nhiều so với Suzuki, cũng đã giữ nguyên cái thiết kế này sau rất nhiều năm, không cải tiến gì cả. Ok, một bên trọng tải 580, một bên trọng tải là 950 kg. Về phần cửa hông thì sao? Về phần cửa hông chúng ta sẽ không tìm thấy được cái sự khác biệt gì nhiều ở phần cửa hông này. Vẫn là một trong những cái sản phẩm mà có thể mở được 3 hướng, rất thuận tiện cho những người dùng mà chở hàng hóa và lưu trữ hàng hóa. Thì với cái sản phẩm Đông Ben hay là sản phẩm của Suzuki thì họ vẫn không trang bị tấm chắn điều hòa. Thì với Suzuki thì chúng ta đã biết rồi, cái sản phẩm này nó sẽ không có điều hòa trang bị theo. Với Đông Ben này được trang bị điều hòa 2 chiều. Về một nội thất thì sao? Các bạn có thể xem qua. Mời anh camera quay ra đây. Chúng ta xem qua nội thất của Đông Ben. Một cái nội thất mà rất là hiện đại, với cái dạng hai cái khoang màu rất rõ rệt, ốp gỗ. Chúng ta có hệ thống điều hòa 2 chiều, hệ thống lái trợ lực điện, gương điện, xin lỗi các bạn, kính điện. Hệ thống cabin, hệ thống nội thất rất là hiện đại theo những cái phong cách của chiếc xe con. Bên Suzuki thì sao? Các bạn qua đây, chúng ta xem về Suzuki. Một cái hệ thống nội thất nó rất là cổ điển. Điều hòa không có, tay lái không trợ lực, gương bằng tay. Mọi thứ đã rất quen thuộc của chúng ta sau 25, không có gì cải tiến. Ok. Chúng ta có một điều hơn ở Suzuki, đó chính là họ trang bị cái ghế da cho dòng sản phẩm này. Ok, như vậy thì mình sẽ tổng kết lại một chút về các cái điểm mạnh, điểm yếu của ba dòng sản phẩm này. Nếu bạn muốn một cái dòng sản phẩm theo cái công nghệ mới, có những cái trang bị tùy chọn rất là tốt cho những tài xế, các bạn có thể chọn Đông Ben. Với cái bộ máy lớn hơn, công suất cao hơn, tiết kiệm nhiên liệu thì như nhau, nhưng chúng ta có một cái trọng tải lớn hơn và chở được hàng nhiều hơn và được trang bị rất là nhiều thứ thuận tiện cho các tài xế hơn. Còn nếu các bạn muốn một cái xe với cái thiết kế nó rất là classic, rất là cổ điển, các bạn có thể lựa chọn Suzuki. Với cái độ bền của Suzuki đã được khẳng định sau 25 rồi, còn Đông Ben thì mới vào thị trường Việt Nam cách đây vài năm thôi, thì có thể rằng hiện tại đối với những người dùng, đối với những tài xế thì Đông Ben vẫn chưa có ấn tượng gì nhiều. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video review lần sau. Xin chân thành cảm ơn.